cơ hội đầu tư càng ngày càng rõ ràng hơn, hay chỉ là một cây bull trap cho chuẩn bị như sắp tới sẽ bị giảm? Câu chuyện ở đây sẽ là thị trường ta sẽ vượt đường 20, tích lũy trên đó và tạo hội lớn, hay là chúng ta sẽ quay trở lại test đáy và tạo ra mô hình hai đáy ngắn? Thì theo mọi người như thế nào? Thì chào mọi người đến với channel Người Làm Chứng Khoán. Thì cũng nguyên một tuần vừa qua, em Thiện có về quê, không nhiều thời gian để làm video. Về quê thật sự là tối mặt tối mũi luôn. Mới vừa ra Sài Gòn sáng nay, thì bây giờ có thời gian để làm cho mọi người một cái video tổng kết cái tuần này, cũng như là xem xét tuần sau và cơ hội đầu tư như thế nào. Thì video này cũng lại có 3 phần. Phần đầu tiên, phân tích cho mọi người về cái lĩnh vực thị trường. Phần thứ hai, phân tích thị trường Việt Nam ta. Và phần thứ ba, xem xét một số mã phiếu hiện tại có nhìn đầu tư như thế nào và chiến lược như thế nào. Thì đầu tiên, nếu mà mọi người muốn thời gian, nhớ thích video của Người Làm Chứng Khoán để lan tỏa video nhiều người hơn. Phần thứ hai, nếu mà một số đường link dưới đây để tham gia cộng đồng này, TikTok này, hay là một số cái trong web cộng đồng ở đây. Thì đầu tiên tôi quay một tí về cái thị trường thế giới. Chúng ta thấy đó, đầu tiên phải nói đến vấn đề đó là Dow Jones tí ha. Dow Jones thì em thấy một điều á, đó là hiện tại này, hiện tại đã có nhiều là vượt đường trên line và đã tích lũy trên đường trên line với chặt tuần luôn nha mọi người, và đã vượt được cái mây của chặt tuần luôn rồi. Chính vì thế cái khả năng rất là cao của Dow Jones đó chính là chuẩn bị vượt đỉnh nhá. Em vẫn có một cái khả năng nghĩ rằng là Dow Jones sẽ vượt đỉnh trong năm tới đó, cũng nhìn như vậy. Vì chính vì vấn đề vượt đỉnh trong năm tới như thế này thì khả năng sẽ có nhiều cái tiền đề cho trường Việt Nam ta, nhiều tiền đề cho một số trường khác, cũng như là cơ hội cho một sóng hồi sẽ dài hơn. Nhưng rủi ro sẽ là vào giữa năm 2023 hoặc là cuối năm 2022, thì đó sẽ là một cái vùng, một cái vùng chết chóc của thị trường nhá, mọi người nhớ nhá. Với cái đồng, với cái chỉ số đô la index, chỉ số đô la index, chúng thấy một điều á là hôm trước mà có đề cập là nó sẽ đâu đó quanh cái vùng đó, vùng 102 cho đến vùng 106. Kịch bản như nào, vĩ mô như nào, mọi xem lại mọi video này mọi sẽ hiểu này. Vĩ mô trong nước, vĩ mô ngoài nước, rồi là cổ phiếu góc nhìn như nào, mọi xem lại video này nhá. Thì hiện tại cũng đang tiếp tục đến đánh như vậy. Và nếu như đúng nhá thì có thể đâu đó sẽ đi sóng năm cái quá trình giảm này luôn. Tức là như thế nào? Tức là có thể đi như này. Đến đây, đây sóng 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Xong rồi với cái một sóng hồi lên chơi lại lên lại lại. Có thể như vậy nhá. Nhìn chung thì cái đồng cái tỷ số đồng đô la này nó giảm, nó làm chúng ta rất nhiều những cái lợi ích, và dòng tiền bắt đầu nhảy qua một số kênh đầu tư khác, và dẫn tới là chúng ta tăng mạnh lên như vậy. Và chúng ta có một cái kháng cự với tỷ số đô la đất ở đây, đó là 108 nhá. Ngay đường đó, ngay đường tăng cao. Một số trường khác về Đông Á rồi là vân vân, Nam Á vân vân, thì thấy là hiện tại như Hàn Quốc này cũng đang thấy là chặt tuần rất ok. Đã cũng đã vượt đường trên line rồi. Rồi một số trường như là Đông Nam Á chúng ta thấy như là Indo này. Đó cũng đang lươn trên mây, nhưng mà nhìn chung là khả năng đang phân phối nhá. Rồi Malaysia rất khỏe này, cũng đã vượt được đường cái trên line rồi này. Đấy. Thái Lan sao? Thái Lan thì hiện tại cũng đang có nhiều là tạo mô hình hai đáy đánh lên, rất ok đó mọi người. Nhìn chung thì đang cố gắng tìm cách vượt qua mây của chặt tuần thôi. Chặt ngày thì vẫn là đẹp thôi, không gì xấu cả. Nhìn chung thì có một điểm trừ tay tí là nó đang có dịu phân kỳ một tí bởi cái MACD thôi. Nhìn chung như vậy, một số cái áp lực hiện tại trường Việt Nam ta hiện tại vẫn là có chuyện áp lực xoay quanh vấn đề về trái phiếu thanh khoản thị trường. Nghe ngóng một tí thì thấy được là hiện tại nhá, nghe ngóng một tí thì hiện tại Novaland đang có nhiều tin tích cực, tin đồn tích cực ở đây. Đồn tích cực ở đây là gì? Là Nova Group hiện tại đang muốn thao vốn khỏi Novaland, và người vào mua cái vấn đề thao vốn này đó chính là JP Morgan. Mọi người biết JP Morgan không? Là một cái ông chủ nợ lớn cực kỳ luôn ấy. Đấy, là một chủ nợ lớn rất là lớn, và đây là một gọi là một tập đoàn rất là lớn, lớn nhất nhì tại Hoa Kỳ. Và một số cái vấn đề về cơ cấu hiện tại nó thấy rất rõ ràng này. Đó thì câu chuyện ở đây là có thể sẽ cân nhắc rồi cơ cấu mua lại mức giá bao nhiêu rồi vân vân. Đấy, rồi thấy được một số câu chuyện đó là bắt đầu dòng tiền lớn như là Hòa Phát bắt đầu nhảy vào mua một số cái dự án của Phát Đạt rồi. Đó, nó sẽ làm cho thấy được là bắt đầu Phát Đạt có tiền để giải quyết vấn đề hiện tại. Đó cũng hay đúng không mọi người?
Còn vấn đề tin đồn theo đó là bắt đầu qua tuần sau khả năng là một số cái công ty chứng khoán bắt đầu là cấp thêm cái tỷ lệ margin rồi đó. Thì thường mọi người hay nói đồ nhau một câu á, đó là nếu như cấp tỷ lệ margin thì thường sẽ có đáy, và nếu như đang thắt chặt margin lại thì thường sẽ có đỉnh đó. Thì không biết đúng như đúng hay sai, là cứ biết như vậy đã tính tiếp nhá. Thì trong cái quá trình thời gian như suốt thời gian vừa qua thì thị trường chúng ta đã thấy một cái điều tích cực ở đây, đó là đã có một cây pin barrock chơi rất là đẹp và tiếp tục một cái nến tạo nền. Biết là một điều á là ở cái chặt đây vẫn chưa được nên lên đường 20 thôi, nhưng để mà nói cái chặt tuần trước á thì hiện tại cũng chưa gì đẹp, chưa gì đẹp, chưa gì phải là đúng sẽ up mua bán gì cả, cũng chưa đâu đâu cả. Tại vì sao chúng thấy này, MACD vẫn phân kỳ, vẫn phân kỳ ở chặt tuần nhá, đó vẫn phân kỳ chặt tuần đấy, mình thấy không. Rồi là super chain vẫn chưa vừa được super chain luôn này, rồi là một số quá trình tạo đáy vẫn chưa thấy đâu cả, thực sự vẫn chưa thấy đâu cả đó, vẫn chưa thấy đâu cả, vẫn đang có chiều tiếp tục là chiều đồng pha chứ phải phân kỳ đồng pha nhá. Đồng pha rất rõ ràng, đồng pha ở đây hồi tốt thì nói một tí về cả daily thì ok hơn, daily thì ok hơn, daily thấy rõ ràng đã tạo chúng ta ba đáy phân kỳ ở chặt MACD rồi, đã một đáy đây rồi. Và hiện tại về cái một số cái dấu hiệu khác thì thấy là đã có dấu hiệu là tạo nhiều đáy rồi, là rút chân rồi, dòng tiền bắt đầu vào ok hơn rồi, tích cực hơn rồi đó mọi người. Nhưng mà để vượt được cái đường trên line hiện tại, vượt được cái xuống giảm hiện tại thì đâu đó vẫn kỳ vọng là sẽ vượt được trên vùng đó, vùng 1000 đó, thoát khỏi được vùng này thì cái đó nó mới ok được đúng không. Đó, nhìn chung thì ok, có tạo đáy phân kỳ của cái team là quá ok rồi. Rồi là cái floor hiện tại cũng đã tạo ra hai đáy phân kỳ đó, quá tuyệt vời đó, về chặt daily như vậy. Nhưng về chặt tuần thì không ok. Ok mọi người, chặt tuần thì chưa ok. Chặt daily thì chúng ta nói ở đây là một cái phiên kiểm tra đường 20 nhá, với cái sự bùng nổ rất mạnh mẽ của thị trường, nhiều mã phiếu tăng trần và rất dễ tạo tiền đề cho phiên thứ hai tuần sau, cũng là một phiên khả năng sẽ kéo vượt lên trên đường 20, và đâu đó thì chúng ta sẽ cố gắng chạm cái ngưỡng đó, ngưỡng 1000, đó là điều kỳ vọng chúng ta, và sau đó sẽ quay đầu trở lại tích lũy trên đường 20 và chờ đợi cơ hội vượt lên trên, tiến tới vùng đó, vùng 1050. Kịch bản sẽ như vậy, mong muốn công dưỡng sẽ như vậy nhá. Thì đó, cái kịch bản ta đề ra như vậy và mong muốn như vậy, thì không biết trường sẽ như nào, thực sự chúng ta không biết được, chúng ta chỉ đang chờ đợi và tìm cơ hội đánh như nào thôi. Nhưng mà liệu rằng là mất cơ hội chưa, liệu rằng còn hội hay không, đó chắc chắn rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi như vậy. Thì mọi người nhìn nhận nè, thường nhá, những quá trình đánh lên thì sẽ kiểm tra đường 20 đó, mọi người đấy nhá, đánh lên kiểm tra đường 20 liên tục, đánh lên trên này cũng sẽ kiểm tra đường 20 lại, đánh lên trên cũng kiểm tra lại, thấy không? Đấy, đánh lên trên này kiểm tra lại, hiện tại đang có khả năng sẽ giống cái đoạn này, giống cái đoạn này cũng có khả năng nhá, đánh lên trên là kiểm tra lại, cứ liên tục như vậy. Cho nên chúng ta cứ bình tĩnh thôi, cơ hội sẽ vẫn còn, không mất cơ hội đâu, quan trọng là chúng ta có đủ khả năng nhìn nhận ra cơ hội hay không mà thôi nhá. Rồi góc nhìn hiện tại ấy, góc nhìn hiện tại thị trường á thì vẫn là một kỳ vọng một phiên kéo lên trên, và đâu đó cũng sẽ là một cái phiên mà nhìn chung là cũng đang cố gắng. Đây chúng ta mở chặt tuần thấy rõ này, ông chặt daily đi đây, chúng ta kéo một phát cái đường này, chúng ta thấy này, đường trên line đang ở trên này, và nếu như tích cực nhất của thị trường đó là vượt lên trên đường trên line này và tích lũy lại theo xuống này, sau đó break out lên trên, tích cực nhất thị trường, còn không thì vẫn cứ một đường trên line rõ ràng xuống này thì vẫn cứ vượt lên trên đó, nhưng mà đi dưới đường trên line là chờ đợi một điểm để vượt lên trên thôi đó. Xuống hiện tại vẫn như vậy, khó lòng để quay lại test đáy, phần tại là thấy được một vài dấu hiệu á là hai đáy, hay gọi là hai đáy ở đây rồi, đáy này nó khá là ngắn nhá. Và cái kịch bản này chúng ta đã view từ cái thời điểm vào ngày 19 rồi, cuối tuần vừa rồi rồi, mọi nhớ cái đoạn em view không, đó là tạo ba đáy phân kỳ và cố gắng vượt lên trên đường 20, sau đó kiểm tra lại nè đó, cố gắng sẽ chạm đường trên line kiểm tra lại, kịch bản như vậy. Rồi hiện tại thêm một điều nữa, đó là cái quá trình hồi phục của nó sẽ như thế nào, đâu đó có cái gì hồi phục của nó sẽ tiến tới vùng đó, vùng 1080 tới vùng 1100 đó. Tại sao có cái câu góc nhìn như thế này thì mọi người xem lại cái video trước đó của em so sánh 508 để đưa ra góc nhìn như vậy nhá.
và cơ hội lớn nó cũng sẽ đến vào năm năm sau nữa, chúng ta đừng có lo lắng quá nhiều. Tại vì sao em được vẽ cơn sóng năm đây là sẽ có hội lớn ở đó. Còn hiện tại thì chỉ là một cơn sóng hồi phục ngắn hạn thôi. Ăn cơn sóng này cũng là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta cơ cấu dòng tiền, chuẩn bị đồng tiền cho nhịp sắp tới nhá. Đoạn này cũng có mua một số mã phiếu như sau, một số mã phiếu như là Khang Điền này, Gách rồi Khang Điền vân này cũng có mua một số mã phiếu này đó, Gách Khang Điền SI rồi SSC vân có mua số mã phiếu như vậy đấy, cũng có mua số mã phiếu như vậy. Nhìn chung này Gách này đó, cũng có canh này được rồi, cũng có mua một số mã phiếu như là Gách này, Hà Đô SI này vào những ngày tuần trước mua tuần trước vào những ngày 18/1 rồi BCG vân. Đó thì là những mã phiếu chúng ta canh mua thời gian vừa qua như vậy. Đoạn này thì cũng không có mua nhiều, chỉ mua 30%, 40% thì chậm thôi, và tập trung đứng ngoài quan sát là chính, chờ đợi cơ hội nhé, chờ đợi cơ hội lớn để mua. Hôm nay có mua mã phiếu FTX. Nếu nhìn thị trường thì là có view là nó sẽ quay lại kiểm tra đỉnh flat, nhưng nó không kiểm tra lên luôn. Và hiện tại thì trường hợp của trường ta hai trường hợp xấu và trường hợp tốt, nó phải liệt kê ra một giây đây, và nó sẽ đánh thêm trường hợp này rồi nó lên trên kiểm tra lại đây, rồi kiểm tra sau đó mới giảm về kiểm tra mây vùng này đó, thay vì sẽ một phát về trường hợp xấu nhất sẽ như thế này đó. Hai trường hợp chúng ta đã view ra rồi, và trường hợp này là chính xác này. Bây giờ thì chúng ta phải cân nhắc một số mã phiếu nào cần mua như thế nào, rồi là chuẩn bị nhịp cơ cấu như thế nào. Thì đoạn này mọi người hãy để ý một số mã phiếu, ví dụ nhá, NI này sẽ là cổ phiếu của thị trường, nó đã vượt lên trên đường 20 rồi, còn thị trường ta vẫn chưa vượt đường 20, ok nha mọi người, nó đã có nhiều tạo đáy rất là đẹp rồi. Thì đó là những mã phiếu của thị trường, và những mã phiếu này nó chuẩn bị tiềm cận như vùng kháng cự phía trên này, thì mình nên cân nhắc như việc cơ cấu ra thì nó chặn vùng kháng cự này, tại vì khả năng rất cao nó sẽ chặn vùng kháng cự, nó sẽ quay đầu thôi, lực bán vẫn còn thực sự như vậy. Thị trường chúng ta thì khả năng vượt đường 20 cũng sẽ hiểu là kiểm tra đường 20 lại, cho nên mọi người cứ bình tĩnh, không gì vội, rồi lại cố gắng có lại tập trung vấn đề chốt rồi tìm hội mới, đừng có tập trung lún sâu vấn đề đó là đang ở xu hướng tăng chen tăng vân vân, chúng ta đang trong một xu hướng giảm chen giảm, và chúng ta chỉ cố gắng ăn một đoạn ngắn nào đó mà thôi nhá. Target của nó đâu đó sẽ quanh vùng này đúng không, đấy thì đâu đó mình để ý này, từ đây tìm về đây thì với SI em nhìn 20% thì với SI thì cũng có khả năng sẽ đâu đó sẽ từ đây lên được vùng trên này đó. Nhưng mà nó vẫn không phải là một cái cú gọi là quá mạnh để chúng ta tự tin đánh trend này là gì cả, thông tin sống vẫn còn, điều xấu vẫn còn, nhà thanh khoản chúng ta vẫn chưa ok. Mọi người biết câu chuyện hôm nay em có nói với mọi người một câu chuyện trong room như sau, để coi nào, ở đây trong room như sau để xíu nhá. Nói một tí về cái gì ta, hôm nay có nói về cái huy động. Mọi người phải hiểu vấn đề này, mọi người phải nắm được cái góc nhìn hiện tại nhá. Đây một con này nè, cái đoạn thị trường gặp khó khăn 508 cho đến năm 2013 là trường gặp khó khăn, thì khi đó cái tín dụng luôn luôn cao hơn với tiền gửi. Và hiện tại trường gặp khó khăn vào năm 2022 này cũng đang lặp lại quá trình như vậy, đó là tín dụng đang cao hơn so với tiền gửi. Và câu chuyện này sẽ lặp lại nhé, câu chuyện sẽ lặp lại. Và hiện tại mọi người thấy này, dù đang cố gắng bơm tiền như thế nào nữa, vào những thời điểm là ví dụ như là từ thời điểm như là 2009 đến 2013 đi vân vân đi, thời điểm đó thì nhà nước có bơm tiền như thế nào nữa, thì đến ngay mấy ông ngân hàng thương mại cũng chặn lại rồi, ông cũng lấy tiền đó ông gửi lại cho ngân hàng nhà nước, dù ra nhà nước có bất chấp cái vấn đề đó là dự trữ bắt buộc nó có giảm về mức nào nữa thì cũng lấy tiền đó mang gửi về cho nhà nước bất chấp, họ thấy rủi ro đúng không mọi người đó. Và tới đến tận 520 thì cũng thay đổi, khi đó thì bắt đầu là làn sóng đầu tư, làn sóng đầu cơ mạnh lên, thì bắt đầu là chỉ số tín dụng đấy này, cái chỉ số tín dụng này, cái tổng tín dụng bắt đầu vượt lên trên rồi, vượt trên đường tổng tiền gửi rồi nhá. Chính vì điều đó nói là một điều á, là hiện tại trường nó rất là FOMO nhá, nhiều ngân hàng họ vẫn cứ thấy được cơ hội lớn, họ cứ một đồng họ kiếm được đi mang cho vay, họ ăn thêm nửa đồng rồi tiếp tục cứ như vậy. Và rồi cái câu chuyện để lại đây là gì, để lại đây á, là gần như ngân hàng tại đang gần như cạn tiền rồi, thật sự nói như vậy nhá, chứ là khó lòng mà họ
họ có thể bơm tiền ra tín dụng mạnh được, họ phải cố gắng giữ một lượng tiền dự trữ. Và kèm đó nữa, đó là nếu như họ muốn bơm ra thì họ sẽ bơm tập trung vào những cái khách hàng thân thiết, doanh nghiệp thân thiết. Hiện tại doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn mà. Ngay cả em hôm nay em có làm hôm thứ bảy em có gặp một anh đó là chủ tịch của công ty Vinatech. Có nói chuyện với anh thì nói rằng là áp lực lắm em. Bây giờ vừa phải xử lý thông tin, vừa phải xử lý cái rủi ro hiện tại do sự kỳ vọng sai của cuối năm 2021 với năm 2022. Cho nên hệ lụy để lại là bây giờ đơn hàng thì không có, nhưng vẫn phải trả lương cho nhân viên, trả lương mọi thứ, của máy hoạt động vân. Áp lực rất là nhiều đè lên đó. Và có gặp để trao đổi với em là góc nhìn tại như thế nào, hướng giải quyết của em như thế nào và hỗ trợ anh như thế nào. Đấy, thì cũng có trò chuyện với anh một tí. Thì nếu như ai mà thật sự muốn nghe rõ câu chuyện này hơn thì chắc là hãy comment dưới cái video này để em thấy được số lượng người đông á, thì em sẽ kết nối với anh đó để làm cho mọi người một buổi thoát xong nhá. Đó, đây một người chủ tịch rõ ràng đứng dưới góc nhìn của chủ tịch là hiện tại gặp khó khăn như nào, người đó sẽ chia sẻ cho mọi người luôn, thì mình sẽ hiểu được là doanh nghiệp hiện tại cũng đang tương đồng như vậy nhá. Đó, đó là câu chuyện hiện tại như vậy. Và năm 2023 sẽ là cái câu chuyện về tìm một cách để tăng dự trữ ngoại hối lên. Và câu chuyện thứ hai đó là tăng huy động lên. Và chắc chắn sẽ lặp lại rất nhiều cái vấn đề là trần tín dụng nhá, sẽ kéo dài ít nhất là đến năm 2024. Cho nên mọi người cứ chuẩn bị tinh thần đi. Ok, câu chuyện như vậy. Góc nhìn chúng ta với một số anh chị hiện tại nhá, đang kẹt cổ phiếu như thế nào? Đang kẹt cổ phiếu thì hãy chờ đợi cơ hội, khi những mã phiếu này nó kiểm tra vùng hỗ trợ thì mình sẽ mua. Ví dụ như anh chị đang kẹp mã phiếu như là đứt đi, đúng không? Thì cứ bình tĩnh chờ đợi kiểm tra đường 70 này. Nó không vượt được đường 70 nó lại quay đầu lại thôi. Nó vượt nó cũng lại sẽ thiết bị lại trên đường 70. Cứ bình tĩnh như vậy nhá. Đó. Ví dụ mình thấy là một số mã phiếu như là SC này. Đó, nó vượt lên trên đường 70 đúng không? Thì nó cũng sẽ tìm hồi nó tích lũy lại. Chứ nó không thể nào mà đây mình thấy không? Vượt lên trên này tích lũy lại này. Không thể nào mà một phát đánh ngay được. Mọi hình dung không? Cho nên mọi người cứ bình tĩnh, đừng có lo sợ vấn đề mất hội ở đây. Vấn đề mọi người có đủ khả năng nhìn nhận cơ hội không? Đó là lý do tại sao thời gian vừa qua em cho mọi người tập trung vấn đề rèn luyện kiến thức là như vậy. Một số mã phiếu như Hà Đô mà thấy này. Đó. Nó không vượt lên trên đường 70, nó không giữ được, nó quay đầu lại cơ mà. Thì lo chúng ta sợ mất hội, cứ bình tĩnh chờ đợi và tránh vấn đề bị FOMO nhá. Tránh FOMO. Mọi người trải qua một đợt sóng giảm, hai đợt sóng giảm, ba đợt sóng giảm, bốn đợt sóng giảm rồi thì mình phải biết được là mọi người thua là do hầu như mọi người FOMO. Hầu như mọi người đi cứu theo mọi người, cứu theo đông. Mọi người không có lập trường mọi người nhá, hãy cố gắng. Thì hiện tại thì góc nhìn của em sẽ ưu tiên lọc những mã phiếu mà nó đang trên đường 70, khỏe thị trường, em sẽ mua những mã phiếu dạng như vậy. Sẽ một số mã dạng phiếu tích lũy lại như này, em sẽ canh mua những mã phiếu dạng như thế này, chuẩn cái mô hình như này. Đó, sẽ canh mua. Với một số mã phiếu nằm dưới đường 70 thì em sẽ canh mua những mã cổ phiếu mà nó còn nằm xa đường 70. Thì khi đó nó sẽ bán cái lợi nhuận tốt hơn. Đó, ta kìm một số mã phiếu giờ nằm xa đường 70 sẽ rất là khó. Nhá, ví dụ như một số mã phiếu dạng này này, thì để tìm những mã phiếu mua cái dạng làm xa đường 70 này thì ta kỳ vọng một phiên nó đánh lên kiểm tra đường 70 chúng ta bán ra. Đó, nhìn như vậy ok cho mọi người, ok chưa? Đó, thì đoạn này mình phải cố gắng tập trung hết sức để cơ cấu tiền để chuẩn bị cho cơn sóng này. Cơn sóng chúng ta đang nói á, chứ không phải chúng ta đang chuẩn bị cho cái cơ hội làm giàu ngay bây giờ nhá. Chuẩn bị cho cơn sóng sắp tới, cứ bình tĩnh thôi, cơ hội thì vẫn còn. Cái quan trọng là mình có khả năng nhìn nhận được cơ hội đó hay không, nhớ nhá. Đâu ta, đây, chuẩn bị cho cơn sóng này, có thể nó sẽ một nhịp giảm lại về vùng 900, không thủng nhưng cũng có thể sẽ thủng. Cho nên chúng ta cứ chuẩn bị sẵn tình huống xấu xảy ra để có thể chúng ta mua được giá tốt, hoặc là không có giá tốt thì ta vẫn cứ bình tĩnh tự tin chờ đợi cơ hội lớn xảy ra, đừng có tham lam nhá. Đoạn này cứ bình tĩnh. Đấy, đoạn này thì thực sự là em làm video em nói sao để nói, nhiều người nói rằng là em hai mặt vân vân rồi là hai vân vân vân, thì có nói là em vẫn cứ lưu lập trường là đang tập trung 30% cổ phiếu, 70% tiền mặt. Đó, không bao giờ đi trái lập trường nữa cả. Khi nào thị trường vừa lên trên đường 70 thì nâng tỷ trọng cổ phiếu lên. Đó, thì video kết thúc rồi, xin chào mọi người và chúc mọi người buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc gia đình. Xin chào mọi người nhé.